Và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai này. Và như vậy là Yamato. Yes. Yamato đến từ chim sẻ. Yes. Yes. Vâng, lại một trận thi đấu nữa mà chim sẻ cầm chém, và đây là chém tuyền. Nhưng mà bãi quả đầu là hơi tù rồi. Quân thì thơm nhưng mà quà thì đã cho thấy sự tù tội. Vâng, vậy là thấy luôn cả nhờ bãi hiêu đầu rồi. Nếu mà đi ra phía bên này mà thấy thêm cả vòi nữa thì thơm vẫn thấy luôn bãi quả rồi. Vậy như vậy là bãi hiêu và bãi quả gần nhau. Vâng, bãi hiêu 6 con. Cộng thêm cái xe giò này nữa thì tham của chim sẻ sẽ rất là to thời điểm đầu trận như thế này. Bãi hiêu nữa là đủ để cho chim sẻ. Cắt một nông dân từ bãi quả đi giò là hợp lý. Ra cũng đến với màn hình của nấu bột. Một lại một lần nữa cầm mì hoàn. Trong trận thi đấu vừa rồi thì nông một đã oẳng, máy không đào được vàng. Nhưng trong trận thi đấu thứ hai này thì có vẻ như nhà thì nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà thực thì bắt đầu đã xuất hiện rồi. Hai bãi hiêu, thấy hai bãi hiêu rồi. Bắt đầu thiết kế cái S đầu. Vâng, cả chim sẻ cũng như là nô một đều có cho mình một cái con xe giò. Chính vì vậy mà khả năng giò nó sẽ là nhanh hơn. Vâng, thêm bãi quả này nữa thì lực của nô một đã là đủ rồi. Đóng S2 ăn bãi hiêu này. Đi men men ra thì không biết là có gặp nhà của Hoàng Minh Nhi là văn lớp hay không. Chúng ta hãy cùng trở lại với màn hình của chim sẻ. Màn hình mà chim sẻ sẽ là người chém chủ lực ở thời điểm đầu trận đấu. Vâng, thôi, hãy thêm hai vòi như này nữa. Hai vòi như này về nhà chính nữa quá thơm rồi. 23 dân. Chim sẻ giới kích đời với 23 dân và sẽ là 7-14. Vâng, thấy luôn nhà của Van Lớp rồi. Xe giò của Hoàng Hoàng Nhi đã đi vào thẳng cái nhà chính của chim sẻ. Nhưng mà đây sẽ là một cái trận thi đấu mà chim sẻ sẽ kích đời được sớm. Và chắc chắn rồi sẽ chém thẳng vào nhà của Van Lớp mà thôi. Nhưng bây giờ thì Van Lớp ăn chanh vào bãi quả của chim sẻ rồi. Đang bút giờ thì gặp Van Lớp lao vào ăn chanh. Vâng. À, đúng rồi, xây BB mà cần thiết thì tí nữa vẩy cái BM ở đấy thì cho những con nông dân của Văn Lớp có đi mà không có về. Nhưng mà ông này vẩy thôi xong rồi, chim sẻ vẫn vẩy được E. Và bây giờ thì cái đường đi về đến từ Văn Lớp sẽ là cực dài. Vâng, 953 với 23 dân đến từ chim sẻ. Cầm Yamato. Yuri.
Vâng, chém của Yamato ta biết là rẻ hơn những loại chém thường, cộng thêm tốc độ chạy nữa. Đây là một quân chém cực tuyệt. Bây giờ thì cứ đè thẳng những con nông dân của ván lớp cứ thế mà xúc thôi. Công bắt đầu được nâng lên. Bây giờ thì lao vào mút sở cái bãi hiêu của ván lớp thôi. Ván lớp bắt đầu cho dân bỏ chạy rồi. Không vội gì mà phải lao vào. Cứ đi theo những bóng hình của con nông dân của ván lớp thì chim sẻ sẽ đợi lên 3. Chắc chắn là lực của chim sẻ sẽ là khỏe hơn so với ván lớp. Vàng Hoàng Mai Nhi bắt đầu tạt con giò này lên cánh của chim sẻ. Vâng, hình như là ván lớp đánh cung thì phải. Gặp bãi nông dân anh Hoàng của Hoàng Mai Nhi rồi, xúc luôn thôi. Đã có một công dành cho giò của chim sẻ. Trong khi đó thì con giò của Hoàng Mai Nhi cũng đã đẩy vào. Một nông dân của Hoàng Mai Nhi đã nằm xuống. Bây giờ 6 con nông dân này sẽ không ăn được cái bãi quả này. Đó là điều chắc chắn. Nó cần tạt một cái tơn vào nhà của ván lớp ngay. Khi mà ván lớp vẫn chưa bị quất, và thôi bỏ con nông dân này để có thể vẩy được cái e này kín. Là đẹp. Vâng, Hoàng Mai Nhi chạy dần rồi. Chắc chắn là phải én thôi, không én là con giò, tất nhiên là con chém của chim sẻ sẽ lao xuống. Và bây giờ thì nhà của ván lớp đã được bò bế, gần như là kín rồi. Vâng, chơi A luôn. Thế nó mới máu. Chim sẻ vẫn chỉ đang đi vòng vòng thôi, đang tìm cái thế để lọt vào. Nhưng bây giờ sẽ là khó. Sẽ là khó, bắt buộc phải chém xuống nhà của Hoàng Mai Nhi. Bắt đầu bơm vàng để cho No 1 có thể nở tham. Và nếu như mà No 1 lên được cung A và khung được nhà thì cái cửa chiến thắng rất cao. Một nông dân ở đây thôi. Đây sẽ là một pha mà tập thể của cả nông dân cũng như là chém. Bây giờ thì một nông dân này của ván lớp thì đỡ như thế nào đây? Lao vào. Vâng, hình như là 6 con nông dân, nhưng mà ở nhà thì bãi ruộng của chim sẻ cũng đã bị lủng rồi. Nhưng bãi vàng đang là kín. Vậy vâng, đẩy vào. Vẩy e được không đây? Chim sẻ có vẩy e được không? Vâng, ván lớp cũng rất nhanh khi mà anh vẩy được thành công. Vâng, nhưng mà lọt rồi. Ở nhà thì những con chém của những con lạc đà của Hoàng Mai Nhi cũng lao vào rất rát và khiến cho chim sẻ rất là mất tay. Bây giờ thì chim sẻ, nếu như anh có gỗ thì hãy... Rồi, dần thì bắt đầu đứng nhìn rồi. Và ván lớp đã có cung A. Ấy, thôi xong, lọt. Và cái đám nông dân của chim sẻ lại một lần nữa sẽ phải én. Bây giờ thì phía bên này thì chém cũng không lao được vào, nó cũng lại phải én ra thôi. Ăn nốt con nông dân này. Không biết phía bên kia đầu một như thế nào, chúng ta cũng... Vâng, bãi vàng của chim sẻ sẽ bị mút. Còn chúng ta hãy trở lại với màn hình của No1. No1 cũng đã lên A thành công rồi. Nhưng mà No1 thì nó không được đẹp. Nhà của ván lớp là cực khung. Những cánh rừng dừa. Không phải là những cánh rừng dừa. Cánh rừng già bao quanh nhà của ván lớp. Còn phía bên này thì No1 bắt đầu đẩy A đi. Và cung A của Minh Hoan 7 cộng 3 rồi. Làm ra rất tốt và sẽ là 2v1 nhà và Hoàng Mai Nhi trước. Khiến cho nhà của Hoàng Mai Nhi sẽ bị... Vâng, ruộng của No1 được vẩy rất nhiều. Lực của anh bây giờ là rất khỏe. No1 cần giữ những con cung A của mình, không nên đi lẻ. Bởi vì là những con chém đến từ chém của Hoàng Mai Nhi. Con lạc đà của Hoàng Mai Nhi bây giờ chém đang bắt rất tốt. Đây, gặp rồi. Vâng. Dưới này nó có hở hay không đây?
Nâu một cần để ý cái góc bãi gỗ của mình. Bây giờ thì công A của nó bắt đầu đi theo bầy đàn rồi, như vậy là không hờ. Bây giờ chim sẻ thì cần giữ được tham, cần giữ được tham và quản, quản những bãi vàng, quản những bãi vàng mà văn lớp sẽ phải đẩy ra. Bây giờ thì nhà của Hoàng Minh Nhi cũng giống như chim sẻ thôi, sẽ phải đi lang thang. Ở đâu sống được thì sống. Trong khi đó thì tham của nó một đang là 65/64. Chủ động tăng Nga. Và bây giờ thì ốp thẳng vào bãi vàng của Hoàng Mai Nhi. Đang đến với màn hình của chim sẻ xem anh tham của anh là bao nhiêu. Vâng, 6/44. Vâng, bắt được một đạo cung A. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 1, 2, 3 thành dân. Hình như là 3 thành dân với một con chém như này. Vâng, anh cần chạy, anh cần én, anh cần én những con nông dân này. Nếu như mà hết dân thì sẽ là đắng lòng. Vâng, tham của chim sẻ bị đè quá nhiều và tham của team Hà Nội bắt đầu đè lên rồi. Khi mà Hoàng Minh Nhi vẫn giữ được tham, trong khi đó thì chim sẻ thì còn tham đó là 2 mà thôi. Nhiệm vụ bây giờ của nô 1, anh sẽ phải cân 2. Trận này thì cái khả năng mà nô 1 cân 2 là cũng khá cao. Bây giờ gặp nhau rồi. Bắn cho chim sẻ. Vâng, đây là một cái pha mà Hoàng Mai Nhi cũng như bà lớp sẽ phối hợp với nhau để nây trồ rồi. Vâng, sao phải xoắn, cung miêu ăn mà sao phải xoắn, không phải xoắn luôn. Vâng, điều A là cung A rất tốt thêm. Vâng, em họ gọi chị gái lên rồi. Bây giờ thì chính thức đẩy vào nhà của văn lớp khi mà những con lạc đà của Hoàng Mai Nhi sẽ phải nằm xuống. Và trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu mà nó một sẽ cân đôi. Vâng, lạc đà của Hoàng Mai Nhi cũng chỉ đảo qua đảo lại 1, 2, 1 mà thôi. Nó giống như nhịp đi đều vậy. Cân đôi rồi. Vâng, cung Nga của văn lớp thì đứng dưới dốc. Bọn chim sẻ vẫn có những con chém để có thể đảo cho nô 1 có thể tỉa được. Trong khi đó thì lực của nô 1 là cực khỏe. Không ai có thể lao vào nhà được của nô 1 thời điểm hiện tại nữa. Vâng, chỉ cần 2 chém là đã đủ để có thể giúp cho nô 1 có thể lao thẳng vào nhà của văn lớp thời điểm hiện tại. Vâng, liên tục bật nây trồ xong rồi lại tắt nây trồ đến từ nâu 1. Vâng, chim sẻ bảo là bắn những con cung A gần gần chết thôi để cho chim sẻ chém. Bây giờ thì nâu 1 cứ đè A ra xong rồi cứ đẩy thẳng vào nhà của văn lớp thôi. Đợi để cho hai game thủ đến từ team Hà Nội quýt thôi. Ở trong trận thi đấu này thì cái người chơi cống hiến hơn là chim sẻ ở thời điểm đầu trận đấu, nhưng bây giờ nâu 1 mới là người chủ lực, anh là người cân đôi. Chim sẻ gọi và nâu 1 đã trả lời. Vâng, bây giờ bắt buộc cung A của văn lớp sẽ phải đỡ như tơ na mà nó một đẩy vào. Nếu như vậy thì chém của chim sẻ sẽ có cơ hội để có thể lọt vào chém những bãi ruộng của văn lớp. Vâng, như vậy là
cung A của Van Lớp ở thời điểm hiện tại cũng đang là khá nhiều. Ở nhà thì Van Nô Một có đi hay không, anh bị mấp máy, móc máy một tơn ở bãi gỗ của mình. Vâng, một con chém thôi cũng cho thấy sự khó chịu của mình rồi. Vâng, cần cho bốn con cung A xuống đây để có thể hốt đi cái con chém này. A vẫn tiếp tục được đẩy lên đến từ nỗ một, và Văn Lợi cũng tiếp tục được đẻ A ra. Vâng, cả hai bên thì cái số lượng nhà A là cực nhiều. Nhà A thì nhiều, nhưng mà cái độ sóc đều thì hình như nỗ một đang là người lợi thế hơn. Chắc chắn rồi khi mà anh lực của anh là cực khỏe, vàng là cực nhiều, cho một tơn quản lại nhà của Hoàng Mai Nhi. Vâng, tham của chim sẻ mấp máy như thế này là cực kỳ khó chịu khi mà phía bên này nhà của Văn Lớp đang bị lủng, những con chém đang đi vào. Tham của chim sẻ đang là 14. Bây giờ thì Văn Lớp sẽ cực kỳ là khó có thể đỡ được lại những tơn A mi hoàn của No 1. Vâng, Hoàng Mai Nhi thì đang muốn trở lại cái chuồng lợn của mình, nhưng mà bây giờ thì tơn cung A này của một đang đẩy lên rồi. Vâng, resize. Và tỷ số là 1-1 ở trong trận đấu thứ hai này dành cho team Game TV. Vâng, trận thi đấu mà chim sẻ quấy rối thì điểm đầu game là cực tốt, và sau đó thì cái nhiệm vụ cân đôi được dành cho No 1. Và tỷ số là 1-1 dành cho team Game TV ở trong cái trận thi đấu thứ hai, trận đấu thứ hai này.